Bị chồng đệ đơn ly hôn, không ai nghĩ Phi Thanh Vân lại phải đón Tết như thế này. Vợ chồng chia tay, nữ diễn viên rơi nước mắt khi bế bé Tấn Đức đi chùa giải hạn cầu bình an. Phi Thanh Vân lặng lẽ cùng con trai lên chùa thắp hương, tạ ơn trời Phật đã cho cô được làm mẹ. Trời mưa lất phất như muốn gột rửa ô buồn trong tim mẹ. Lạ nhỉ, mùa này mà Sài Gòn vẫn còn mưa. Chắc ông trời làm mưa để bà ngoại không thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ. Mẹ luôn là người che giấu cảm xúc rất dở. Phi Thanh Vân viết trên trang cá nhân. Cảnh chùa yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông chùa, lời cầu kinh giúp Phi Thanh Vân nguôi ngoai những phiền muộn trong lòng. Cô cầu xin những điều may mắn tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Mẹ không nhớ có xin gì cho mình không, vì cuộc đời mẹ đã quá nhiều bất hạnh. Tất cả là định mệnh và duyên số, có giận dữ hay làm gì cũng chẳng thay đổi được, cô buồn bã viết. Con trai Phi Thanh Vân vừa tròn 1 tuổi, trong tâm trạng ngổn ngang vì ly hôn với chồng trẻ, nữ diễn viên không mở tiệc thôi nôi cho con. Sau những biến cố cuộc đời, cô vẫn cố gắng mạnh mẽ đứng dậy, cố gắng sống thanh thản và nhẹ nhàng. Vợ chồng trục trặc nên Bảo Duy về Bình Thuận với mẹ ruột, còn Phi Thanh Vân cũng bế con sang nhà ngoại ăn Tết. Xem tử vi tuổi Tuất năm nay, nữ diễn viên đỡ lo vì tuổi của cô dự đoán sẽ thuận lợi suôn sẻ cả về đường tình cảm và tiền tài trong năm Đinh Dậu. Bố Phi Thanh Vân rất mừng khi con gái và cháu về nhà. Ông tự tay gói bánh chưng, chuẩn bị mọi thứ để cả gia đình có một cái Tết ấm cúng. Choáng váng trước ngôi nhà giác vàng của Lý Nhã Kỳ. Những hình ảnh cận cảnh từ căn biệt thự của Lý Nhã Kỳ một lần nữa khẳng định độ giàu có cũng như chịu chơi của người đẹp. Lý Nhã Kỳ vốn nổi tiếng là người chịu chơi, giàu có của showbiz. Tuy nhiên, chưa ai có thể chiêm ngưỡng chi tiết sự hào nhoáng lộng lẫy của ngôi nhà mà kiều nữ đang sinh sống. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Khắc Tiệp đã đăng một số bức ảnh khi tới nhà Lý Nhã Kỳ chúc Tết. Anh cũng không khỏi choáng váng trước dinh thự khắp nơi được giác vàng của Lý Nhã Kỳ. Có thể thấy, Lý Nhã Kỳ sở hữu một căn biệt thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà màu trắng nguy nga có view nhìn ra sông Sài Gòn. Trong nhà Lý Nhã Kỳ có nhiều phong cách với các chi tiết được giác vàng khắp nơi, đồ đạc mang hơi hướng châu Âu sang trọng với gam màu trắng vàng chủ đạo. Phòng ăn của Lý Nhã Kỳ có thể mời đến hơn 20 khách, được trang trí cầu kỳ với những đèn chùm, trần nhà, tường nhà đều không thể thiếu những chi tiết trang trí giác vàng. Khắc Tiệp cùng Quỳnh Thư tới chúc Tết nhà Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ ra từng cổng đón khách. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà đồ sộ tráng lệ như một tòa lâu đài. Cả ba ngồi trong phòng khách sang trọng với nhiều chi tiết được giác vàng bên trong biệt thự của Lý Nhã Kỳ. Phòng ăn nhỏ của căn biệt thự, phòng ăn lớn chứa hơn 40 thực khách và được giác vàng khắp nơi. Đèn chùm trần nhà được giác vàng sang trọng. Một góc bể bơi trong dinh thự, view nhìn từ căn biệt thự của Lý Nhã Kỳ rất đẹp mỗi khi hoàng hôn. Những điều điên rồ nhất mà Sao Việt từng làm trong dịp Tết Nguyên Đán. Ai trong đời cũng từng ít nhất làm một việc điên rồ, hãy cùng xem các Sao Việt làm những điều điên rồ gì vào dịp Tết Nguyên Đán. Tết là mùa của những niềm vui, mùa của sự yêu thương và hơn hết là mùa của tình cảm gia đình. Phải lâu lắm mới có được một kỳ nghỉ dài và thoải mái như dịp Tết Nguyên Đán. Vậy nên, ai cũng muốn tận dụng thời gian này cho gia đình và bạn bè. Trong khi người thì lên kế hoạch đi du lịch, người thì tranh thủ nghỉ ngơi nạp năng lượng, chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi của năm mới. Thì vẫn có vài nghệ sĩ tất bật chạy show kiếm tiền. Nu Phước Thịnh, Angela Phương Trinh, Á hậu Huyền My bồi hồi nhớ về những điều khó quên mà mình từng làm trong quá khứ. Nu Phước Thịnh, 2016 là năm đáng nhớ của Nu Phước Thịnh khi anh liên tục gặt hái được những thành công. Nam ca sĩ dường như không có một giây phút nghỉ ngơi bởi anh liên tục phải chạy đua với công việc. Thậm chí, Nu từng tiết lộ chỉ mong được một ngày ngủ thật đã vì suốt 5 tháng, mỗi ngày anh chỉ được ngủ 2 tiếng đồng hồ. Trong dịp Tết Nguyên Đán, Nu muốn dành thời gian bên gia đình để chăm sóc mẹ và được mẹ chăm sóc. Tuy nhiên, khi được hỏi về kỷ niệm điên rồ mà mình từng làm, Nu thật thà chia sẻ về sự việc mà cho đến giờ anh vẫn cảm thấy day dứt. Có một năm, Nu đã làm một việc thật điên rồ có lỗi với mẹ. Nu đã đi chơi cùng với anh họ xuyên đêm giao thừa.
Từng chiều ngày mùng 1 Tết, Nu mới về nhà và tất nhiên mẹ đã la cho anh một trận nhớ đời. Nam ca sĩ tâm sự kỷ niệm khiến anh không thể quên. Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh đang là một trong những ngôi sao được nhiều người chú ý của làng điện ảnh Việt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên đều đầu tư chăm chút kỹ lưỡng hình ảnh, từ váy vóc, giày dép cho đến trang điểm làm tóc, bấy nhiêu thôi đã đủ thấy vẻ ngoài quan trọng đến mức nào đối với Angela Phương Trinh. Nữ diễn viên đã chia sẻ với công chúng điều điên rồ nhất mà cô từng làm trong dịp Tết Nguyên Đán, chính là một mình chiến hết 5 cái bánh chưng. Cô nói bánh chưng là món Trinh cực kỳ yêu thích trong dịp Tết. Có lần một mình Trinh ăn hết tận 5 cái bánh, mặc dù sợ mập nhưng Trinh không thể kiềm chế được sự quyến rũ của bánh chưng. Hết Tết là Trinh lại tăng lên mấy ký và phải tập luyện điên cuồng. Huyền My. Sau 2 năm đăng quang Á hậu Việt Nam, Huyền My ngày càng trưởng thành. Không chỉ sở hữu nhan sắc hút người nhìn, cô còn ghi dấu ấn bởi sự chăm chỉ, hoạt động nghiêm túc, ý thức giữ gìn hình ảnh. Bố mẹ Huyền My tiết lộ, từ khi còn nhỏ, Huyền My đã là một cô bé thông minh, hiếu động và tinh nghịch. Cho đến bây giờ, dù đã 21 tuổi nhưng cô gái này vẫn giữ nguyên những tính cách thời trẻ thơ. Huyền My tiết lộ một câu chuyện mà đến giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rùng mình. Gần Tết năm cấp 3, có một lần My bị đau ruột thừa nhưng chủ quan chịu đựng cơn đau tới sáng không nói với bố mẹ. Bình thường My rất mạnh mẽ và cứng đầu nên những cơn đau như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sáng hôm sau vẫn thấy đau nên đành kể cho mẹ nghe. Cả nhà phát hoảng đưa đến bệnh viện thì phát hiện ra đau ruột thừa. Và lập tức My bị đưa lên bàn mổ. Kể từ đó có bất cứ chuyện gì My cũng đều tâm sự với mẹ. Hoa hậu Mỹ Linh bất ngờ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Đỗ Mỹ Linh, cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, từng vấp phải nhiều ý kiến chê khen trái chiều từ dư luận. Nhưng sau 5 tháng đăng quang, Mỹ Linh dần chứng minh cho công chúng thấy được mình hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao quý ấy. Không tất bật chạy show, không hàng hiệu đắt tiền, Mỹ Linh được cộng đồng mạng phong tặng danh hiệu Hoa hậu giản dị nhất showbiz Việt. Cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội dở khóc dở cười kể lại kỷ niệm nhớ đời của mình. Mẹ Linh là một người rất chu toàn, cẩn trọng trong mọi nghi thức cúng bái. Có một năm, Linh cũng không nhớ rõ là năm nào nữa vì quá lâu rồi. Chỉ nhớ rằng Tết năm đó đã nhờ anh của Linh xong đất vì hợp tuổi. Linh không biết nên sau khi đi đón giao thừa về đã vô tư chạy thẳng vào nhà, do đó thành người xong đất bất đắc dĩ cho gia đình năm đó và bị mẹ mắng trong một trận. Cũng may là năm đó mưa thuận gió hòa, cả nhà vẫn yên ổn chứ không là tồi đời Linh rồi. Duy Khánh. Những ngày cuối năm, Duy Khánh chia sẻ công việc của anh khá bận rộn, thậm chí anh đã kín mít lịch đến tận tháng 4. Tuy bù đầu bù cổ, nhưng Duy Khánh cảm thấy rất vui và sung sức. Năm 2016 vừa qua, những mục tiêu ngắn hạn Duy Khánh đều đã thực hiện thành công. Chàng diễn viên tâm sự Tết là khoảng thời gian Khánh sợ nhất. Vì giờ đã lớn và kiếm được ra tiền, nên mỗi dịp Tết là sẽ mất một khoản kha khá cho việc lì xì các em trong nhà. Tuy nhiên, điều điên rồ nhất Duy Khánh từng làm trong dịp Tết lại liên quan tới bao lì xì. Kỷ niệm đáng nhớ của Khánh là hồi bé, cứ đến mùng 1 là Khánh và gia đình sẽ về nội để chúc Tết và lấy tiền lì xì. Vì muốn mình được lì xì nhiều hơn mấy bé khác, Khánh bèn mang theo 2 cái áo. Sau xếp hàng lấy tiền lì xì, Khánh chạy nhăn ra đằng sau thay áo rồi chờ tới lượt để xin tiếp. Ai dè người lớn tinh mắt quá nhận ra ngay, thế là quê một cục xấu hổ nhớ hoài đến tận bây giờ, nam diễn viên dí dỏm tâm sự. Subin Hoàng Sơn. Nhắc đến Subin Hoàng Sơn, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh chàng ca sĩ điển trai với nụ cười hiền hậu cùng giọng hát cực ngọt. Subin Hoàng Sơn được biết đến không chỉ với vai trò ca sĩ, mà anh còn được biết đến với vai trò là một nhạc sĩ. 2016 là năm đánh dấu nhiều hoạt động nổi bật của Subin Hoàng Sơn. Mới đây nhất, anh còn ẵm về giải thưởng WeJoy Award ở hạng mục ca sĩ mới nổi bật. Nhưng dịp năm mới đến, Subin Hoàng Sơn đã tâm sự với công chúng kỷ niệm bá đạo của mình trong dịp Tết. Đối với Subin, những ngày Tết đều là những ngày vui. Mấy năm gần đây, Subin hay chạy show vào dịp Tết, nên thi thoảng lại thèm được ở bên gia đình, ngủ nướng đến trưa, rồi sau đó đi thăm người thân họ hàng. Subin nhớ có một năm bị ốm nên không cùng bố mẹ đi chúc Tết. Lúc ấy Subin đã ở nhà cày game online 3 ngày liên tiếp. Đó là kỷ niệm điên rồ nhất của Subin trong dịp Tết Nguyên Đán. Phạm Hồng Phước. Chàng ca sĩ sinh năm 1991, với ngoại hình lãng tử và nhiều tài lẻ, được rất nhiều cô gái mến mộ. Hiện ngoài việc học tập tại trường, thì Phạm Hồng Phước vẫn chăm chỉ trên con đường nghệ thuật với một hình ảnh đa năng.
từ MC sáng tác nhạc và đi hát, nhưng ít ai biết rằng Phạm Hồng Phước là một cao thủ chơi lô tô. Phạm Hồng Phước chia sẻ bí mật động trời mà anh hay làm mỗi dịp Tết, đó chính là chủ xị lô tô ở nhà. Mâu Thủy. Mâu Thủy là quán quân Việt Nam Laptop Model 2013. Sau khoảng thời gian đạt được những thành tựu nhất định ở làng thời trang trong nước, hiện cô đang đầu quân cho một công ty người mẫu có tiếng ở Mỹ. Thời gian gần đây, Mâu Thủy trở về Việt Nam hoạt động sôi nổi. Chân dài sinh năm 1992, bật mí Tết Nguyên Đán là một trong những khoảng thời gian mà cô thích nhất. Mâu Thủy chia sẻ kỷ niệm khó quên nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngày ấy, Thủy học lớp 5, ngày mùng 1 Tết, Thủy đã cả gan gom toàn bộ số tiền lì xì đi mua đồ chơi. Về nhà ba biết được, thế là lấy hết đống đồ chơi cho vào tủ khóa lại. Khúc đó là Thủy mếu máo rồi, nhưng nghe người ta nói mùng 1 mà khóc là xui lắm, nên không dám khóc trước mặt bố mẹ. Cuối cùng lặng lẽ đi qua hẻm kế bên ngồi khóc ngon lành. Hàng xóm thấy vậy kể cho ba mẹ Thủy nghe. Ông hầm hố bước tới tưởng cho mấy cái bạc tai, ai dè ông mẫm về nhà lấy cơm cho ăn. Đúng là kỷ niệm buồn, nhưng giờ nghĩ lại vui vô cùng. Anh ba ấy luôn luôn là soái ca trong cuộc đời của mình.